Vừa dính nghi án ly hôn, vợ chồng Trương Quỳnh Anh và Tim đã đớp chát nhau trên Facebook, đọc mà choáng. Trương Quỳnh Anh vào bình luận trên trang cá nhân của ông xã với thái độ không ai ngờ được. Cuối năm 2017, showbiz Việt được fan xôn xao trước tin đồn Tim Trương Quỳnh Anh đã chính thức ly hôn. Dù người trong cuộc không lên tiếng trước thông tin gây hoang mang này, nhưng cả Tim lẫn Trương Quỳnh Anh đều đăng tải status khá tâm trạng và cả hai đều hạn chế tương tác nhau trên mạng xã hội. Mới đây, người hâm mộ lại bất ngờ khi thấy cặp vợ chồng nổi tiếng thả thính nhau trên Facebook như chưa hề có cuộc chia ly. Giữa lùm xùm ly hôn vợ, Tim thường xuyên chia sẻ status tâm trạng và công việc, hiếm khi thấy nam ca sĩ vui vẻ yêu đời như lúc này. Quay tới số thứ ba rồi ngang, mới có người kêu tôi làm ô xin suốt đời, ha ha mắc cười, yêu tôi đi rồi tôi chịu, kèm theo đó là loạt cảm xúc phấn chấn của anh. Khán giả tò mò không biết ai có thể làm Tim vui vẻ đến như vậy. Hóa ra cô gái đó không ai khác mà chính là Trương Quỳnh Anh. Người đẹp sửa lời ông xã, chính xác là nô tỳ chứ không phải ô xin. Phải chăng nếu Trương Quỳnh Anh chịu yêu Tim thì anh chàng nguyện sẽ làm nô tỳ cho vợ suốt đời. Người hâm mộ thích thú khi thấy cặp vợ chồng lại trở nên tình cảm ngôn tình như trước. Giữa nghi án ly hôn, Trương Quỳnh Anh lại bóng đi sự kiện. Tuy nhiên, dòng bình luận của Trương Quỳnh Anh và Tim lại khiến khán giả hy vọng rằng cặp đôi đã gương vỡ lại lành. Phát ngôn gây sốc của Noo Phước Thịnh sau scandal lộ nội y khi livestream. Đoạn trạng thái trên trang cá nhân của Noo Phước Thịnh thêm lần nữa khiến dư luận xôn xao sau scandal lộ nội y khi đang livestream. Đoạn clip Noo Phước Thịnh bị lộ nội y khi đang livestream trò chuyện với fan vừa qua nhận được rất nhiều sự chú ý và gây xôn xao dư luận. Cụ thể, mở đầu đoạn clip trên, giọng ca chạm khẽ Tim Anh một chút thôi xuất hiện với hình ảnh sơ mi trắng cùng áo len vô cùng lịch lãm gọn gàng. Khi trò chuyện say sưa cùng các fan hâm mộ đang theo dõi đoạn livestream, thì bất ngờ điện thoại của Noo rơi xuống, vô tình ghi lại cảnh nam ca sĩ không mặc quần dài, chỉ mặc độc nhất nội y bên dưới. Ngay sau đó, khi lật điện thoại lên cùng tâm trạng không biết hình ảnh đã được ghi lại hay chưa, đã đưa nam ca sĩ vào trạng thái vô cùng bối rối, thất thần và xin phép người hâm mộ đợi mình đi đóng cửa. Trước những ồn ào này, thay mặt Noo, quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng phản hồi. Số là có một cái nick ảo gửi mình clip này, dọa là sẽ có vài trang mạng sẽ tung lên trong đêm nay. Thôi thì anh úp trước để anh câu view luôn cho các em khỏi dọa nữa nha. Số là cách đây mấy ngày, Noo đang livestream nói về sản phẩm mới, thì cái điện thoại ngã xuống làm lộ đôi chân trắng nõn nà và cái quần trong màu đen. Đã tấy nhị xóa và làm lại livestream mới rồi. Mà không biết thánh nào siêu quá quay lại được. Và hôm nay bắt đầu phát tán. Nào các em, Tim mình cùng thưởng thức khoảnh khắc có 102 của thần tượng ở giây thứ 20 nhé, quản lý Noo Phước Thịnh viết. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng không giấu nổi sự bất ngờ trước hành động của quản lý Noo Phước Thịnh. Đặc biệt, chính giọng ca mãi mãi bên nhau cũng tỏ ra khá buồn trước sự cố này. Noo Phước Thịnh bình luận, bạn ơi, cả thế giới lại có cơ hội chữa mình nữa rồi. Giữa tin đồn chia tay, Nhã Phương xuất hiện bên Trường Giang nhưng mặt nhăn nhó như vừa cãi nhau. Lâu lắm mới thấy xuất hiện cùng nhau mà Nhã Phương mặt sưng mày xỉa, đi ăn mà toàn nghịch điện thoại thế này, nhìn biểu cảm của Trường Giang tảng tò luôn. Thời gian vừa qua, Nhã Phương và Trường Giang hầu như không xuất hiện bên nhau. Trong khi đó, nữ diễn viên thường đăng những status tâm trạng, còn Trường Giang thì vướng nghi án hẹn hò với hot girl Sam. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới nhất, Trường Giang khẳng định anh và Nhã Phương vẫn đang yêu nhau, không hề có chuyện chia tay. Và những độc giả vẫn còn ngờ vực về lời nói của nam danh hài, thì bây giờ có lẽ đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Bởi vừa qua, Trường Giang Nhã Phương bị lộ ảnh đi ăn tối cùng nhau. Theo như những hình ảnh mà quán ăn cung cấp, có thể thấy Trường Giang đi ăn cùng Nhã Phương vẫn còn có sự có mặt của mẹ vợ tương lai. Trong khi Trường Giang vui vẻ chụp hình, thì Nhã Phương lại chăm chú vào điện thoại, gương mặt tỏ ra nhăn nhó, khiến nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, theo tiết lộ của chủ quán thì Nhã Phương đang năn nỉ, chứ không phải tỏ thái độ gì khác. Nói như vậy, chuyện Nhã Phương Trường Giang chia tay chỉ là tin đồn thất thiệt. Sự thật thì cả hai vẫn đang hạnh phúc, vui vẻ và được gia đình hai bên ủng hộ. Hình ảnh Nhã Phương và Trường Giang đi ăn với nhau. Chủ quán tiết lộ Nhã Phương nhăn nhó là do năn nỉ. Có thể thấy mẹ Nhã Phương cũng đi ăn cùng cặp đôi. Như vậy, mối quan hệ giữa cả hai cũng như gia đình vẫn đang rất tốt đẹp. Xem ra tin đồn chia tay chỉ là thất thiệt mà thôi. Các fan của Trường Giang và Nhã Phương có thể yên tâm phần nào.
cả hai đã có nhiều kỷ niệm và khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Trường Giang được gia đình Nhã Phương quý mến, coi như con cái trong nhà. Lâm Khánh Chi gây choáng ngợp với năm bộ váy hoành tráng trong đám cưới xa hoa. Dù rạng rỡ nhưng Lâm Khánh Chi khá chật vật khi liên tục thay những chiếc váy dài và cồng kềnh trong lễ cưới tại Sài Gòn. Các khách mời đã có mặt đông đủ, cô dâu Lâm Khánh Chi thay lễ phục hóa thành công chúa Bạch Tuyết trong ngày trọng đại. Cô dâu chú rể xuất hiện tiến vào sân khấu trong sự chúc phúc của tất cả các khách mời có mặt. Chú rể Trần Phi Hùng liên tục trao cho bà xã nụ hôn nồng cháy. Cặp đôi làm lễ trước sự chứng kiến của toàn thể khách quý. Cặp đôi đã chính thức trở thành vợ chồng sau khoảng thời gian một năm tìm hiểu. Lâm Khánh Chi cùng ông xã và bố mẹ hai bên nâng ly mời rượu các quan khách. Lâm Khánh Chi thay đồ và hát trong ngày trọng đại của mình. Song ca cùng cô là diễn viên ca sĩ Quý Bình. Lâm Khánh Chi thay chiếc đầm thứ tư trong tiệc cưới để tiếp khách. Bộ đầm bằng màu xanh ngọc lục vô cùng sang trọng và quý phái. Cô chọn chiếc đầm màu đỏ rực là lễ phục cuối cùng trong tiệc cưới tối ngày 11 tháng 1. Lâm Khánh Chi vô cùng rạng rỡ và tươi vui. Độ dài phần đuôi của chiếc đầm khiến Lâm Khánh Chi khá khổ sở để di chuyển. Trước đó khi đón khách tại sảnh, Lâm Khánh Chi cũng diện một chiếc váy dài quét đất khiến nhiều người choáng ngợp. Đám cưới Lâm Khánh Chi độc và lạ nhất showbiz nhờ những điều thú vị này. Trong đám cưới Lâm Khánh Chi diễn ra vào tối ngày 11 tháng 1, thu hút sự chú ý của công chúng lẫn truyền thông Việt bởi nhiều điều khá bất ngờ. Dàn khách mời chuyển giới cực xinh đẹp và lộng lẫy. Trong đám cưới của nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi, ngoài dàn sao Việt và sự xinh đẹp lộng lẫy của cô dâu, dàn khách mời đều là những người bạn thân thiết của cô, thu hút sự quan tâm rất mực từ mọi ánh nhìn, không thua kém gì dàn phụ dâu trong lễ rước dâu cách đó không lâu. Họ là những cô gái chuyển giới trong trang phục dạ hội lộng lẫy, khoe sắc trong không gian tiệc cưới. Dù là ngôi sao lâu năm trong showbiz và có mối quan hệ rộng, nhưng Lâm Khánh Chi chỉ mời những sao Việt, là nam hoặc những đàn chị có tuổi và đã lập gia đình đến dự hôn lễ của mình. Hôn lễ của cô hoàn toàn vắng bóng những mỹ nhân tên tuổi của showbiz Việt. Bởi thế, mọi sự quan tâm chú ý đều đổ dồn về phía Lâm Khánh Chi và những người bạn chuyển giới xinh đẹp của cô. Bạn trai cũ dẫn vợ đến dự lễ cưới của Lâm Khánh Chi. Một trong những điều đặc biệt trong hôn lễ của Lâm Khánh Chi phải kể đến sự xuất hiện của người yêu cũ Lý Triều Dân. Anh diện vest đen lịch lãm, vui vẻ đến chúc phúc cho Lâm Khánh Chi. Đáng chú ý hơn, đi cùng anh là bà xã khá xinh xắn. Trước đó, trong đêm nhóm họ nhà Lâm Khánh Chi, Lý Triều Dân cũng đã xuất hiện và quậy phá tưng bừng cùng họ nhà gái và những người bạn thân của cô dâu. Có thể thấy, mối quan hệ của Lâm Khánh Chi và người yêu cũ rất tốt, không phải ai cũng làm được điều này. Đám đông tụ tập chỉ để xem khách mời, cũng giống như họ nhà Lâm Khánh Chi. Khá nhiều khán giả ở gần khu vực trung tâm tiệc cưới đã kéo đến tấp nập để theo dõi hôn lễ của nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng và những khách mời toàn sao đình đám của showbiz. Họ reo hò gọi tên các khách mời mỗi khi họ bước ra từ xe và tiến vào khu vực lễ cưới. Một số khán giả ở phía lầu trên, nơi diễn ra các sự kiện khác cũng rủ rê nhau, tập trung ở hành lang cùng quan sát những diễn biến của hôn lễ. Khách mời không đủ chỗ ngồi phải kê thêm bàn ngoài sảnh cưới. Không hiểu lý do gì số lượng khách mời trong đám cưới Lâm Khánh Chi nhiều hơn dự kiến. Dù không gian tiệc cưới của cô đã gấp 2, gấp 3 những hôn lễ khác, tuy nhiên một số khách mời đến dự hôn lễ vẫn phải đứng chờ vì không còn bàn tiệc. Lâm Khánh Chi và chồng buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên tiệc cưới bố trí thêm đến gần chục bàn tiệc phía ngoài sảnh chen chúc nhau. Điều này gần như không thể tìm thấy ở những đám cưới sao Việt khác, bởi đa phần các sao đều giới hạn khách mời, họ muốn một đám cưới ấm cúng và sự sẻ chia của những người bạn tâm giao lâu năm. Hôn lễ như MV ca nhạc và live show của cô dâu. Thay vì thực hiện các nghi lễ trong tiệc cưới như những cặp đôi khác, Lâm Khánh Chi lại kéo dài thời gian của mọi nghi thức bằng âm nhạc và những người bạn. Những bạn bè là ca sĩ của cô lần lượt lên ca hát thay lời chúc phúc, sau đó sân khấu biến thành một mini live show của cô dâu Lâm Khánh Chi. Đầu tư khá kỹ cho tiết mục này, Lâm Khánh Chi mời hẳn năm diễn viên, ca sĩ Quý Bình song ca cùng mình ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, ca khúc
và cách dàn dựng như một MV ca nhạc. Lâm Khánh Chi mặc áo dài lộng lẫy, còn chồng cô tiến vào cùng ô lộng và đoàn rước dâu hoành tráng đưa cô về dinh. Điều này cũng dễ hiểu vì Lâm Khánh Chi là ca sĩ nên máu nghệ thuật đã ăn sâu vào người cô. Chính vì thế, nữ ca sĩ muốn hôn lễ của mình đậm chất nhạc và đẹp như những thước phim. Nhật Kim Anh, tôi bị liệt nửa người ở Mỹ, bị mắng chửi là bà mẹ chỉ biết đi chơi. Dư luận nói tôi rằng con bệnh nặng như thế mà mẹ còn đi diễn đi chơi. Người ta không hề biết tôi đi làm, Nhật Kim Anh nghẹn ngào bật khóc. Tháng 8 2017, Nhật Kim Anh gây xôn xao làng giải trí khi hé lộ thông tin cô bị liệt nửa người, co giật khi đang lưu diễn tại Mỹ. Đau đớn hơn ở thời điểm này, con trai của Nhật Kim Anh lại bị viêm phổi nặng, phải cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Từ chỗ bệnh tật nơi đất khách quê người, Nhật Kim Anh bất ngờ mang thêm tội lỗi là mê làm việc, bỏ bê con cái. Tham gia số phát sóng đặc biệt của một kênh truyền hình tối ngày 10 tháng 1, Nhật Kim Anh lần đầu thẳng thắn giải bày hết mọi khúc mắc trong câu chuyện này. Nhật Kim Anh kể rằng khi sang Mỹ lưu diễn, cô bất ngờ bị ốm và rơi vào tình trạng liệt nửa người. Chứng bệnh này xuất phát từ việc thay đổi múi giờ, cộng với lịch làm việc căng thẳng, khiến sức khỏe Nhật Kim Anh ngày một xấu đi. Đến lúc trở bệnh, cô được đưa vào bệnh viện gấp. Đồng thời, show diễn cũng hủy. Lúc các bác sĩ ở Mỹ tiếp nhận điều trị cho Nhật Kim Anh, cô đang trong tình trạng một nửa cơ thể không động đậy được, đang nơm nớp lo sợ vì bệnh tật ập đến bất ngờ. Nhật Kim Anh lại nhận thêm cú sốc là cậu con trai bé bỏng bị viêm phổi nặng, phải đưa vào cấp cứu ngay lập tức. Thế là không màng đến bản thân, Nhật Kim Anh quyết định rời bệnh viện để mua vé máy bay về Việt Nam gấp. Tuy nhiên, có tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề vì không mua được vé máy bay ngay, nên Nhật Kim Anh phải chờ đợi thêm ít lâu nữa. Khoảng thời gian này, cô đối mặt với khá nhiều áp lực. Nhìn con nằm trong bệnh viện, cơ thể yếu ớt và thoi thóp, vì vị bác sĩ lấy máu xét nghiệm quá nhiều, Nhật Kim Anh chỉ muốn liệm đi. Tấm lòng của một người mẹ bị đặt giữa hai bờ ranh giới. Người không hiểu thì trách cô rằng quá tham công tiếc việc, chỉ biết sống cho bản thân mà quên mất nghĩa vụ chăm sóc con. Người độc miệng hơn thì trách rằng cô hoàn toàn phó thác việc chăm sóc con cho bố mẹ chồng và chồng. Ấy là điều sai trái. Dù có là nghệ sĩ nổi tiếng cỡ nào thì Nhật Kim Anh cũng không nên lơ là trách nhiệm đối với con cái. Nhật Kim Anh kể thời điểm đó, nhìn con trai qua màn hình điện thoại, cô chỉ biết khóc mà thôi. Cô nói, dư luận nói tôi nhiều lắm, họ bảo rằng con mà bệnh nặng như thế mà mẹ còn đi diễn, đi chơi, người ta không hề biết tôi đi làm. Thấy con như thế, tôi bỏ hết show diễn bay thẳng về Cần Thơ để thăm con, lúc đó không kịp thay bộ đồ, cũng không ăn uống gì hết. Nhìn con phải lấy máu dưới chân, tôi tan nát cõi lòng. Cả người con vì lấy máu mà nát bấy cả. Con cứ thở oxy, truyền nước, truyền kháng sinh, sốt suốt mười mấy ngày. Tôi nghĩ chẳng có người mẹ nào mà bình tĩnh được khi chứng kiến cảnh này. Những hình ảnh lộng lẫy xa hoa mình thể hiện ra bên ngoài, khán giả chỉ thấy điều đó thôi. Cái thời gian này rất là khó khăn, ai cũng mắng chửi tôi được cả. Nhưng không quan trọng, bây giờ tất cả đều là vì con. Vì bận quá, đôi lúc tôi chỉ có một vài tiếng thăm con. Nghề ca sĩ này làm việc gì cũng xếp lịch từ trước. Có nhiều lúc gia đình mình có chuyện buồn lắm, đau đớn lắm mà cũng phải lên sân khấu như chẳng có việc gì. Cái đó là điều mà người nghệ sĩ phải chấp nhận rồi.